Xin chào các bạn, hôm nay năng lượng mặt trời Thành Phát lại giờ thi công muộn một bộ năng lượng mặt trời ở tại Biên Hòa Đồng Nai, phường Long Bình. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu sản phẩm combo Bình Minh Gold Pan và bề nước inox Bình Minh nha các bạn. Thì rất là nhiều khách hàng hỏi mình là điều kiện để lắp năng lượng mặt trời là gì. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu vài cái cơ bản để điều kiện để lắp năng lượng mặt trời. Thì để lắp năng lượng mặt trời thì có hai loại nguồn nước, thứ nhất là nước giếng và nước máy. Thì ở đây Biên Hòa thì trung tâm của nước máy rồi, thì không phải nói rồi. Thì mình có thể giả dụ như nhà các bạn có bồn nước, các bạn chưa đặt bồn nước thì các bạn phải hàn bồn nước cao lên tối thiểu là 1m đến 1m2 đó, để nâng chân bồn lên để cho bồn nước tạo áp lực để chảy sang máy nước nóng bên này. Thì các bạn nhìn thấy không? Thì để ra đây cho nó chảy sang máy nước nóng. Rồi các bạn nhìn thấy là nó sẽ cao hơn. Ở đây cao hơn thì nó chảy nước nóng sang đây, và từ nước đó nước nóng sẽ chảy xuống dưới nhà và không thể nào bơm nước trực tiếp từ đây. Các bạn nhìn thấy từ đây cấp lên. Thì đây các bạn nhìn thấy có hai ống cấp lên. Một ống nước giếng và một ống nước máy sẽ nằm đây. Đó, thì một trong hai ống này sẽ lên bồn này. Và từ bồn này sẽ ra đây. Đấy là phương án khi các bạn bồn, các bạn nhà các bạn không có bồn, các bạn giả dụ các bạn ở mặt sàn thì các bạn có thể hàn chân bồn nước, nâng chân bồn lên và đặt bồn nước ở lên trên cao này. Thì thứ nhất là các bạn sử dụng bồn nước thì các bạn sẽ tiết kiệm được, các bạn sẽ có nước sử dụng khi mà những lúc thời gian mà bị mất nước các bạn vẫn có thể sử dụng. Còn phương pháp thứ hai thì các bạn có thể sử dụng nước máy trực tiếp, là các bạn không thể xài nước giếng được, các bạn phải xài bình phụ. Xài bình phụ đặt lên trên máy năng lượng mặt trời đây. Đây các bạn thấy không ạ? Sử dụng cái bình phụ. Thì bình phụ nhỏ thì mình đã giới thiệu ở nhiều clip rồi. Thì bình phụ đó thì các bạn sẽ không phải xài cái bồn to này nha. Các bạn sẽ có bình phụ đó, nước máy trực tiếp vào đây và không qua cái bồn nước to này. Thì từ bình phụ đó sẽ cấp nước đi xuống dưới nhà cho các bạn xài. Thì còn về phần ống nước thì các bạn làm khi các bạn nhà cũ ấy, các bạn không có ấy, thì các bạn sẽ phải đi lổi. Còn nhà mới xây bây giờ thì đã có ống nước rồi, cho nên là không cần phải đi ống nước nữa. Cho nên là khi mà lắp thì các bạn đi ống nước âm tường trở lên hộp gen trên mái nhà đây rồi. Thì bên mình lắp máy ấy, thì chỉ việc kết nối máy từ máy đi ra đây thôi. Thì hiện tại cái máy này bên mình chưa lắp nha các bạn. Bên mình chỉ đấu hàn chân bồn nước để nâng cao bồn lên thôi. Thì đây là bên mình lắp đặt một combo Bình Minh Titanium dòng I304 nha các bạn. Thì không phải dòng Inox 201 hay là dòng sản phẩm hàng giả hàng nhái kém trên thị trường nhá. Thì đây bình Inox Bình Minh được dập, các bạn nhìn thấy chữ dập lỗi Bình Minh ISU Inox 304 nha. Các bạn chú ý mua sản phẩm, còn có các bạn có thể mua nhầm sản phẩm nha. Rồi. Thì chi phí hàn chân bồn cao tầm 1m đến 1m rưỡi thì nó rơi vào khoảng từ 1,5 triệu tới 2,5 triệu nha các bạn. Thì bên mình sẽ chọn V5. Chọn V5 để hàn chân lên cho nó cứng cáp. Tại vì cái này tuổi thọ đã đến 20-30 năm, cho nên các bạn chú ý là phải sơn kỹ. Và quy định là 2 năm các bạn sơn lại, dặm và sơn lại một lần nha. Rồi. Thì khi mà hàn thì các bạn nhớ kiếm chốt vào hàn. Các bạn có thể khoan xuống mặt sàn hoặc là khoan vào bên hông tường nha. Đó. Về phần máy nước nóng đây thì các bạn phải có bồn nước. Thì các bạn sử dụng bình nước cái bộ loại bồn hở mà các loại có ống thông hơi này thì các bạn bắt buộc là phải có bồn nước lạnh trung gian hoặc là bồn nước cấp bồn phụ trung gian. Các bạn nhìn thấy xa kia có một nhà họ sử dụng bồn phụ đó. Đó. Thì người ta không xài bồn thì ở đây họ có nhà mới xây, nó có mặt sàn đây thì mình sẽ tận dụng cái này đó, để khỏi cần sàn bồn phụ. Thì khi mà các bạn xài bồn nước to đây nha, thì bồn nước này nó sẽ mạnh nước hơn là xài bồn phụ. Thì khi mà xài bồn phụ thì nước nó sẽ yếu đi. Đây là nhược ưu và nhược điểm mà của những dòng sản phẩm của nó. Nếu các bạn sử dụng bình phụ đây thì mái tôn này sẽ rất là nhẹ này. Rồi. Ok anh, nhẹ này. Rồi. Còn nếu mà các bạn có mặt sàn cứng cáp thì các bạn sử dụng bồn nước 1000 lít đây là rất là hợp lý đâu. Đó.